chị. Ngồi đi thầy. Dạ. Ngồi đi. Nghe nói là chị có việc cần gặp tôi. Thật ra tôi thì không có mong thằng Nguyên nó đậu nhất đậu nhì gì trong lớp, nhưng mà cũng muốn nó khá hơn một chút. Mà hình như tháng này nó đổi sổ luôn thì phải. Thằng đó bó tay à. Hả? Ý tôi là tôi thấy kết quả học tập của Nguyên tháng này không như mong muốn. Tôi cảm thấy tôi có lỗi quá. Tôi cũng thấy có lỗi quá. Nếu như tháng này vẫn vậy, chắc tôi sẽ thay đổi một chút đó thầy. Dạ, chị tính thay đổi làm sao? Tôi tính đổi gia sư. Mẹ! Sao mẹ lại làm như vậy? Thầy. Sao vậy mẹ? Nguyên à. Thật ra mẹ của em nói đúng lắm. Chỉ cần em cố gắng học hành thì thầy sẽ không bị đuổi việc đâu. Mẹ, thầy sắp lấy vợ rồi. Mẹ mà đuổi thầy thì tiền đâu mà thầy lo cho gia đình? Mắc mới gì tới con, liên quan gì tới chuyện học hành của con vậy? Vậy cũng đúng. Hai cái chuyện đó nó không có liên quan gì tới nhau. Chỉ cần em đạt kết quả tốt thôi là được rồi. Em làm được mà, phải không Nguyên? Được. Mẹ nhìn đi, con sẽ làm được. Thầy tin em, chắc chắn em sẽ làm được. Thầy tin em không? Tin, thầy tin. Không có gì, chắc tôi xin phép. Chào thầy. Dạ, chào chị. Thầy. Hả? Thầy tin em. Em sẽ làm được. Thầy tin rồi, em đừng làm nữa nha. Đem đưa thầy đi về. Ho quá sao không uống thuốc? Dạ mới đâm mấy cái nói vậy hả thầy? Học lực như vậy mà gọi là tiến bộ đó hả? Thầy, tôi đã nói với thầy rồi đúng không? Dạ bây giờ thì tôi sẽ làm theo lời tôi nói. Thầy dạy hết tháng này rồi thầy nghỉ nghe thầy. Không, không được, mày không được làm như vậy. Học lực như vậy, cái bản điểm như vậy mà con gọi là tiến bộ đó hả? Từ bữa đó con bị bệnh, vừa bị đau họng mà sốt thì làm sao làm bài tốt được hả mẹ? Con hứa với mẹ là đợt sau con sẽ tăng 10 hạng. Mà không, con sẽ tăng 20 hạng cho mẹ coi. Mẹ chịu chưa? Cháu nói đúng đó chị. Em buông ra, thầy ngọt quá. Dạ. Biết thương thầy tại sao không cố gắng? Biết thương thầy mà cái bản điểm vậy đó hả? Mẹ, thầy sắp lấy vợ, thầy cần tiền mà mẹ. Tại sao mẹ lại làm chuyện như vậy ngay lúc này? Nguyên à, em làm vậy cũng chẳng có ích lợi gì đâu. Để từ từ thầy nói chuyện với mẹ em nghe. Thầy về cẩn thận nha thầy. Chị quá. Mẹ đã biết là thầy sắp lấy vợ rồi mà còn làm như vậy thì quá đáng à. Biết vậy sao không chịu học? Chị quá. Chị quá. Làm ơn nghe tôi nói gì chị quá. Tôi nghĩ là tôi đã nói rõ ràng với thầy rồi mà. Tôi biết là chị giận tôi dữ lắm. Nếu là tôi cũng giận nữa. Nhưng mà chị nghĩ coi, gần hết kỳ thi học kỳ rồi, đúng không? Nếu bây giờ mà đổi giáo viên mới á, thì em Nguyên phải có thời gian thích ứng. Không phải, nghe tôi nói nè. Nếu vậy á, thì kết quả học tập của em Nguyên sẽ... Alo. Trung tâm gia sư hả? Được, vậy ngày mai hẹn cô ấy qua nhà tôi nha. Cảm ơn anh. Chị Hoa. Tôi có công chuyện, tôi đi trước. Không phải đâu chị Hoa. Chị Hoa, nghe tôi nói nè chị Hoa. Chị... Thầy... Ê! Làm gì vậy? Ôm hả? Ôm cái gì mà ôm? Học cũng là học. Suốt ngày ôm ôm hoài. Thôi em đừng có xạo nữa. Tôi đi dạy đã 15 năm rồi. Nên nhìn vào cái bài á, có copy không tôi biết liền. Bây giờ em nói thiệt đi, em copy bài của ai? Em không copy mà cô. Mấy lần trước á, điểm em làm cao nhất là chỉ 5 điểm rưỡi thôi. Lần này 9 điểm rưỡi. Làm sao tôi tin em được? Cái chuyện đó là tại vì cái đề lần này là toàn những câu em biết không à. Thôi đi, em có ngụy biện á thì phải tìm lý do nó thích hợp chút xíu chứ. Em nói thiệt mà cô, sao cô không tin em? Nguyên ơi, nhìn cô đi, nhìn cô đi. Nhìn cô xem cô có mong manh. Đôi vai cô xinh tươi sắc thắm. Bờ môi cô những khát khao tay. Nhìn cô đi Nguyên ơi, đúng rồi. Cô chuẩn bị nó điên nữa rồi hả?
Ừ, cô chuẩn bị nổi điên rồi đó. Nè nè, cô đang điên rồi nè. Đi nhìn qua đây cô đi. Nhìn cô xong rồi nhìn sách đi Nguyên. Thôi đi ơi. Nhìn sách đi. Cô biết, cô hiểu tâm lý của em luôn. Hồi lúc mà cô cỡ tuổi em đó, cô ghét đi học lắm luôn á. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Cuối cùng á thì cô cũng phải cố gắng để học lên đại học thôi. Như bây giờ vậy nè. Cho nên đó là cố gắng lên Nguyên ơi, Nguyên ơi, Nguyên ơi. Cố gắng lên, cố gắng lên. Thật sự là không phải là tôi không thích học. Vậy thì học đi. Mà là tại tôi không thích cô, vậy thôi. Nè, cho dù cô có làm gì em đi chăng nữa, nhưng mà cô cũng là cô của em, ít ra cũng phải giữ cái phép tắc lịch sự chứ. Cô nói mắc cười quá. Bây giờ có bạn nào xung phong lên bảng giải bài này không? Thầy ơi. Em hả Nguyên? Lên bảng giải. Nguyên, Nguyên. Cái bảng bên này mà. Nguyên. Thầy Đức. Thầy Đức. Thầy Đức. Nguyên. Ủa dạ. Đang trong giờ học mà sao em tới đây vậy? Thì em nghe thầy có chuyện gấp là em bỏ hết em chạy qua đây với thầy rồi. Thầy, thầy có bị sao không thầy? Không, thầy không bị sao hết á. Chẳng qua là ngày mai đám hỏi của thầy rồi dạ. Mà mang tiếng là giáo viên mà không có bộ vest nào cho ra hồn hết á. Thầy gọi em tính nhờ em hỏi ba em mượn cho thầy bộ đồ vest được không? À, mượn đồ vest hả thầy? Chuyện nhỏ thầy. Nhưng mà em sợ thầy không mặc vừa đồ của ba em á. Không, không sao. Thì sẽ cố gắng nha, được dạ, không? Dạ được thầy. Em tốt với thầy quá. Dạ. Hôm qua em thầy không biết phải làm sao hết á. Đâu có gì đâu thầy. Nè. Dạ. Cô giáo mới dạy sao? Thôi thầy đừng nhắc bà cô đó nữa. Sao vậy? Chẳng qua là tại em thấy em có lỗi, cho nên là mới để cho bà tiếp tục dạy thôi. Ờ. Chứ bà cô gì như bà điên vậy á. Ừ. Thầy gắng thầy đợi em thời gian nữa nha. Ờ. Ủa, sắp đám cưới thầy rồi mà sao không ai phụ thầy hết vậy? Em cũng biết thầy đâu có nhiều bạn bè đâu. Ngày mai đám hỏi rồi mà không tìm ra được người bưng quả thầy rầu ghê luôn á. Bưng quả hả thầy? Ờ. Em bưng quả được không? Em bưng được, em bưng cho. Được không? Dạ được chứ. Cảm ơn em nhiều lắm. Nè, nhà cô dâu ở xa lắm. 5 giờ sáng là khởi hành rồi đó nghe. 5 giờ sáng hả thầy? Ờ. Được không? Chuyện nhỏ thầy. 5 giờ sáng em dậy em qua phụ thầy. 5 giờ sáng. Dạ. Em làm được. Con bị sao vậy hả? Tự nhiên đang trong giờ học cái chạy qua nhà thầy giáo dạy tiếng Anh để làm cái gì? Muốn cái gì thì phải học xong rồi mới được đi chứ. Thì có sao đâu, con cũng đi về liền rồi mà. Với lại con quyết định sáng ngày mai con sẽ bưng quả giúp thầy nha mẹ. Cái gì? Bưng mâm quả hả? Cái thằng điên này, dẹp đi. Ê, mẹ, mẹ. Tại vì nhà thầy không ai giúp hết á. Miễn sao con không học trễ là được. Bữa nay trả treo với mẹ nữa hả? Muốn chết không? Mẹ, mình giúp thầy một chút tiền nha. 5 triệu thôi. Sao? Thầy không có một đồng để làm đám hỏi luôn á. 5 triệu hả? Tại vì nhà thầy không ai giúp hết á. Dù gì thì thầy cũng dạy con lâu rồi. Mà giờ ông lại có một chuyện chút xíu như vậy mà con không giúp được thì kỳ lắm. Cái thằng điên này, con làm giống như từ đó tới giờ thầy của con dạy chùi cho con vậy đó. Nhưng mà thời gian dài nó gắn bó á. Với lại một phần nữa là tại vì thầy không dạy con nữa cho nên là thầy không có tiền. Mẹ giúp thầy một chút thôi, sao mẹ không có lòng thương người gì hết vậy? Con muốn chết hả cái thằng kia? Tao đang điên ba mày lắm nha, rồi bây giờ tới mày nữa hả? Cái thằng này, dẹp đi. Mẹ, mình giúp thầy một chút thôi. Mẹ. Xin chào. Học thôi. Hôm nay tôi không có tâm trạng để học. Cô đi về đi. Em có bao giờ có tâm trạng để học đâu. Cứ mỗi lần cô kêu bắt đầu học thôi là suốt ngày em cứ kiếm chuyện để em chèo kéo cô không à. Tôi đã nói là tôi không học mà. Cô không nghe hả? Cô không hiểu cô đã làm cái gì em nữa.
mà sao lúc nào em cũng đối xử với con vậy hết trơn á? Con có làm gì sai không? Hả? Con có làm cái gì sai với em không? Mà lúc nào cũng đối xử với con vậy, con nghĩ là kiếp trước cô bắt nợ em á. Cô đi dạy cô sai xỉn mà bây giờ cô la tôi hả? Dạ alo em nghe nè thầy. Hồi sáng thầy quên dặn em, ngày mai dạ. Em nhớ mặc áo sơ mi trắng nghe. Với lại đem cái bộ vest của ba em cho thầy mượn nghe. Dạ dạ em nhớ rồi. Mai gặp thầy hả thầy? Mai gặp nghe. Cảm ơn em. Ủa? Cô giáo con đâu rồi? Dạ cô đi vệ sinh rồi. Ăn bánh đi. Trời ơi. Chào cô, cho con miếng bánh nha. Con làm gì trống vậy? Dạ kệ con đi. Ê nè, cái thằng này đi ra ngoài. Con... chỗ chú lý tưởng của con mà. Ủa chị? Ờ, cô giáo hả? Dạ. Ra đây chị nói chuyện với em một chút. Dạ. Chị không hiểu nổi, em dạy cho nó kiểu gì mà cứ để cho nó nằm chơi hoài vậy? Chị kêu em về đây là để dạy dỗ cho nó. Nếu như vậy hoài thì chuyện học hành của nó tính làm sao đây? Dạ, em xin lỗi chị. Chị biết thằng Nguyên nhà chị nó cũng hơi quá quắt thiệt, nhưng mà ngay từ đầu em nói với chị là em tự tin lắm mà. Dạ lúc đầu là em tự tin lắm, nhưng mà Nguyên nó hơn cái mức em tưởng tượng luôn á chị. Mẹ đuổi cổ đi mẹ. Chỗ người lớn đang nói chuyện. Điềm. Chị thấy điểm tiếng Anh của nó khá hơn nên chị cũng đang rất là tin tưởng em. Không có đâu mẹ, tất cả không phải là nhà tổ đâu, nhà thầy Đức á. Con có muốn ăn đá không? Chị đã nói với em rồi, ngay từ đầu á là chị đã nói là giáo viên nữ mà dạy kèm học sinh nam á thì thật ra rất là bất tiện. Đó, con đã nói mẹ từ đầu rồi, mẹ không chịu tin con. Bất tiện lắm. Bây giờ con có im cái miệng con lại không? Hay là con muốn ăn dép? Dạ. Mà thật ra chị thấy thằng Nguyên nhà chị có vẻ như nó không có thích em lắm. Thôi đành vậy. Coi như em ráng dạy hết tháng này, tức là ngày mai rồi em nghỉ nha. Vậy sao đủ tiền trả nợ? Nợ gì? Dạ không có gì. Chị đã nói vậy rồi, em cũng không biết nói gì nữa. Thấy chưa, tôi đã nói là con sẽ bị đuổi mặt mày á. Mánh các bạn. Alo thầy Đức hả? Em Nguyên nè. Em báo thầy một tin vui. Bà điên kia sắp hết được dạy em rồi. Và thầy sắp được trở lại dạy em. Yeah, thầy cho mình sắp được tương phùng. Thầy chưa, em đã nói là em sẽ có cách giúp thầy mà. Dạ. Dạ thầy, hẹn gặp thầy. Yes. Trời ơi. Tại sao bạn mình lại nhẫn tâm như vậy? Ngày dạy cuối cùng của chị hả? Ủa em biết luôn à hả? Dạ em nghe Quang nói á. Đúng mà... là tiếng xấu đồn xa mà. Chắc chị buồn lắm ha? Ồ cũng không có buồn lắm, chị chỉ hơi bất ngờ xíu thôi à. Dạ. Ủa mà chị cũng nghe nói hôm nay là ngày cuối cùng em làm ở đây rồi hả? Chị nghe chị Qua nói vậy á. Hả? Bộ thiệt hả chị? Ờ. Bộ em làm sai cái gì hả? Ủa em không biết gì luôn á hả? Không, em đâu biết gì đâu. Em không có làm sai gì hết trơn á, tại chị giỡn. Chị giỡn kỳ quá à. Chị giỡn với em cho chị đỡ buồn mà không vui à? Không, làm em hết hồn. Chị cũng hết vui. Bữa nay là bữa học cuối cùng cho nên ra tới đây đón cô hả? Cô có bị điên không? Làm sao có chuyện đó được? Thôi đi vô học đi, hôm nay bữa cuối rồi. Rồi, vô học thì vô học. Cô nói cho em biết nha, cô dạy em mới có một tháng thôi đó mà cô cảm giác á, cái gương mặt của cô dạ hơn có chục tuổi luôn rồi đó. Ê, bữa nay là bữa học cuối cùng á, nghe lời cô một chút đi nha. Để coi cô làm sao. Hết giờ.
Trời, không tin là em muốn tạm biệt cô sớm vậy luôn á. Còn rặt báo thức nữa chứ. Được rồi, tạm biệt thì tạm biệt thôi, cũng là bữa cuối rồi mà. Ừ. Gì vậy? Cảm ơn em, một tháng vừa qua đã hợp tác với cô. Nè, bắt tay chào tạm biệt đi. Trời ơi. Mặc dù là một tháng vừa rồi cô với em cũng gây ra rất là nhiều chuyện đáng nhớ, nhưng mà dù sao cũng vui mà đúng không? Nè, bắt tay tạm biệt. Ôi sợ lắm. Có này cho em nè. Nè, tặng em á. Cái gì vậy? Tặng em đó, coi đi. Quà chia tay đó, ngày hôm nay là ngày cuối rồi, cho nên cô muốn tặng em. Không lè, thôi tôi không cần. Ê, gì vậy? Ôi. Coi đi, ngày cuối rồi cô mới mua tặng em mà. Phiền phức quá đi. Đâm. Vui quá hả? Cô tính mua trái bơm mỏi ở trong đó tặng cho em á, nhưng mà không có ai bán hết trơn á, cho nên mới mua cái móc điện thoại nè. Nhìn nó nhỏ nhỏ vậy thôi nha, mà nó có vợ lắm đó. Người ta nói khi mà móc nó vô cái điện thoại đem theo bên mình là sẽ đậu đại học đó nha. Thiệt. Ba cái tào lao này tôi không cần đâu. Cái thằng quỷ này, còn cái giáo thằng mà đối xử vậy hả? Dạ. Gắn vô chà. Tôi đã nói là không thích rồi. Không được đâu, người ta nói cái móc khóa này nè là hay lắm luôn đó. Móc vô cái điện thoại nha, đậu đại học nha. Mặc dù á, cô biết á, là em học còn yếu dữ lắm, nhưng mà không sao hết trơn á. Tại vì ông bà nói là học tài thi phận, biết đâu được trình độ của em như vậy em hên á, em đậu vô một trường đại học danh tiếng thì sao, đúng không? À, dễ thương chưa? Cho nên bây giờ đã có cái móc khóa này rồi, cho nên là Trạng Nguyên ơi, không có cô nữa rồi, cho nên em phải cố lên nha. Chị. Gì vậy? Trời ơi. Cái gì? Sao em ở đây vậy? Chị ơi, chị đừng bỏ em đi nha chị. Chị là mặt trời trong tim em ha. Chị đừng bỏ em đi nha chị. Còn nói tụi bậy tụi bạ cái gì vậy hả? Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi, chị mà bắt được em thì chị không có tha cho em đâu, biết chưa? Hả? Chị ơi, em thích chị lắm trời ơi, mặt trời dữ vậy. Chị ơi, chị ơi, đừng cứu em, chị ơi. Chị ơi, chị ơi. Đúng là một lũ điên. Ba cái quỷ tinh rác. Em là Trạng Nguyên đúng không? Trời ơi, dễ thương quá à. Xin giới thiệu với em, cô là Diễm My. Từ đây về sau cô sẽ là giáo viên dạy kèm mới của em. Cô và em chúng ta phải cố gắng lên nha. Yeah. Anh nè, học hết rồi à? Như đó. Đương nhiên là rồi. Trả lời thử coi. Kiếm sống tiếng Anh là gì? Giả bộ cho giống. Cô tưởng tôi là con nít hả? Tự nhiên móc ba cái này vô điện thoại làm gì trời? Sến. Lần này tôi hứa sẽ cố gắng hết sức. Chị cứ yên tâm, tin tưởng ở tôi. Nguyên. Ủa thầy. Em nhớ thầy lắm đúng không? Dạ. Nè, hứa với thầy,
Lần này hai thầy chọn mình cố gắng học hành hết sức, được không? Dạ được. Được không? Dạ được. Cố gắng. Dạ. Về Nguyên, về Nguyên, nó đánh trụ kìa, nó đánh trụ kìa. Dạ dạ, em đang về nè thầy. Lẹ lẹ lẹ, em đi đâu vậy? Để em chạy về, để em chạy về nè. Trời, rồi 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 rồi, xong rồi, thầy diệt nó rồi, hay quá. Ê Nguyên, Nguyên. Dạ. Sao hôm bữa em hứa cho thầy mượn bộ đồ vest của ba em, với lại hứa bưng quả cho thầy, không thấy em đâu vậy? Em có biết là hôm bữa thầy sất bất sang bang không? Bữa đó em ngủ quên thầy. Ê Nguyên, Nguyên, nó về đánh đâu? Đi. Rồi xong. Chán em ghê. Có cái trụ không đánh được là sao? Em hết ngày để em ngủ, em hết ngày để em quên hay sao? Em quên ngay đúng cái ngày quan trọng nhất của thầy là sao? Thì em quên thiệt mà thầy. Bởi vì không có thầy em không có kêu bằng kỹ cương phép tắc gì hết á. Thôi học đi thầy ơi, vô học thầy ơi. Học. Nguyên ơi. Dạ. Thầy đói bụng quá. Xuống nấu cho thầy tô mì được. Tô mì thầy. Dạ được. Cảm ơn em nha. Mình ăn no học hành nó tốt hơn. Nguyên, 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 Nguyên. Dạ sao? Ông ấy bỏ cho thầy thêm miếng thịt bò nữa, cho nó có cái này có kia cho nó ngon. Bò hả? Ừ. Để em xuống dưới em kiếm nha. Để kiếm nha. Dạ dạ. Cảm ơn em nhiều lắm. Thịt bò đâu? Nhà em đâu có thịt bò đâu. Thằng mì trứng giùm em đi. Tôi có triệu chứng về gan, tôi không ăn trứng được. Tự nhiên bỏ trứng vô còn giờ thì tôi ăn vô ảnh hưởng đến gan của tôi, biết không? Đã dặn bỏ thịt bò rồi, không chịu bỏ. Cứ cãi không à. Tại nhà không có thịt bò thiệt mà thầy. Thôi đi mua cho tôi tô hủ tiếu đi. Cái gì? Thèm hủ tiếu hả? Ăn hủ tiếu nó ngon miệng. Ăn ngon miệng dạy tốt hơn, học cũng tốt hơn. Thương thầy đi mà. Dạ. Quán. Dạ. Hủ tiếu bùng binh. Hủ tiếu bùng binh xa lắm á thầy. Nó xa nhưng mà nó ngon. Nếu mà ăn ngon thì dạy tốt hơn. Em thương thầy mà, đúng không Nguyên? Dạ. Chuyện của mình bỏ quên.